Chào các bạn, hôm nay mình đang cầm là cái màn hình con Black Shark 3G nha các bạn. Thì cái màn hình này nó mới ra các bạn. Màn hình này nó có cái chỗ vân tay Black Shark 3G, nó cái vân tay nó nằm trên màn hình chỗ này, nó có phụ lỗ vân tay các bạn. Thì trong quá trình mình xài mà có lỡ làm gớt cấn bãi màn hình đó, thì màn hình này hiện tại bên mình đang có sẵn hàng các bạn. Thời gian thay cái màn hình này tầm khoảng 1 tiếng là xong á. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện thứ hai thì mình có bán đem về. Thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Màn hình này là màn hình Vinhãng nha các bạn. Màn hình này hiện tại mình đang có sẵn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.